Trên tinh thần hợp tác cởi mở và sự cân bằng lợi ích của cả hai bên, đoàn đàm phán cấp kỹ thuật của Việt Nam và Liên minh Hải quan Belarus, Kazakhstan và Nga đã tích cực thảo luận về các biện pháp thương mại, các dịch vụ thương mại và đầu tư, thương mại hàng hóa, công nghệ điện tử trong thương mại, các vấn đề pháp lý và giải quyết tranh chấp, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ và vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Chỉ còn 3 vòng nữa là sẽ kết thúc quá trình đàm phán để Việt Nam có thể tham gia vào Hiệp định Thương mại Tự do. Tuy nhiên, các bên còn phải vượt qua một số khó khăn. Những cái khó khăn ở đây thì có lẽ là nó cũng xuất phát từ những cái cách tiếp cận khác nhau. Liên minh Hải quan thì cũng là mới bắt đầu đàm phán một cái hiệp định thương mại đầu tiên. Đấy, cho nên cái cách của bạn tiếp cận vấn đề thông thường là vẫn còn rất nhiều quan ngại. Đấy, Việt Nam thì chúng ta cũng đã tham gia nhiều FTA rồi. Cho nên cái cách tiếp cận của chúng ta thì ít quan ngại hơn. Từ hai cái vị trí khác nhau thì rõ ràng là nó cũng có những cái sự cần phải linh hoạt và hai bên cần phải hiểu nhau hơn. Phía Ủy ban Kinh tế Á Âu của Liên minh Hải quan cũng có nhận định tương tự và coi đó là tạm thời và có thể vượt qua. У нас очень разный уровень открытия своего рынка. Если Вьетнам имеет договор о свободной торговле с достаточно большим количеством стран и стран, обладающих довольно-таки диверсифицированной экономикой. Это и страны ASEAN, это и Япония, это... Ngày 4 tới đây sẽ diễn ra phiên họp toàn thể với sự tham dự của hai bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Andrei Slepnev. Ngay trong phiên đàm phán lần này, hai bên đã kết thúc được đàm phán về thương mại điện tử. Với tinh thần tích cực linh hoạt, các chuyên gia đàm phán hai bên quyết tâm hoàn thành tốt nội dung đàm phán lần này để kết thúc quá trình đàm phán FTA với Liên minh Hải quan đúng thời hạn vào cuối năm nay. Duy Nghĩa, phóng viên Đài truyền Việt Nam từ Almaty, Kazakhstan.